Một bài test cực kỳ đơn giản để check xem bạn thuận não trái hay não phải nhé. Nếu bạn nhìn thấy cô gái này đang xoay theo chiều kim đồng hồ thì chắc chắn bạn là người thuận bán cầu não phải. Những người thuận bán cầu não phải sẽ có xu hướng mạnh về trực giác, sáng tạo và cảm xúc. Nếu bạn nhìn thấy cô gái đang xoay ngược chiều kim đồng hồ thì bạn là người thuận bán cầu não trái. Những người thuận bán cầu não trái sẽ có xu hướng mạnh về tính toán, logic và chiến lược. Còn nếu bạn thấy cô gái lúc quay ngược, lúc lại quay xuôi thì bạn đang sử dụng cân bằng cả hai bán cầu não.